Franklin, North Carolina. Not Colorado. 3 tiếng rưỡi từ đây đến đó. Tại vì bạn của bạn John là đi đi đâu ta? Đi leo núi mà tới từ bắt đầu từ giữa tháng 4 cho đến tháng 8 mới xong là 3 tháng đó, là leo núi vòng vòng ở khu vực bên đây. Tại vì bị Covid anh không có đi Italy chơi được nên giờ anh đi leo núi 4 tháng. Giờ mình anh từ ở bên Cali qua đây nên gia đình mình chạy lên đây để thăm ảnh. Giờ mọi người cùng theo với gia đình Ngân nhé. Phía trước đang kẹt xe. Stone, mica, and maybe more. Wow. For $20, $40, $60, and $100. Wow. Then we have our All on the World buckets. These we have stuff from All on the World. These are $25, $50, and $100. And possible find all of these plus more. Then we also have floss buckets for $20 and $50. And then flosses in between the $50 and $100. So you buy that and bring it home and then see what you have in the bucket. Cái thùng đá thì trong đó nó sẽ có những cái loại đá khác nhau, rồi sau đó mình đổ ra đó mình ngồi mình lựa giống như người ta đang làm đằng kia. Thì cái chỗ này như vậy, ở đây trên núi như vậy, rất là nhiều ở khu vực bên đây. Giờ mình sẽ cho mình đang mua dẫn cho mọi người coi. Đây là cái cách để trải vàng gõ xuống để nước nó chảy, cái đầu mình coi, cái đầu mình lựa ra từng phần. À, ok, con ngồi vậy đi. Đây đây, nhìn lên. Có, con được đụng. Ok, you touch it. Đụng nước vô đi. À, một cái này, cái chỗ này giống như gia đình vậy đó. Họ tự đào xung quanh rồi họ gom lại rồi họ để vô từng xô vậy. Cho mọi người đổ ra rồi tìm. And put the tray on the water, shift it, ah. Stir, hey, it back up, đổ and cát vô rồi. Okay. Ah, thank you. Got some more trays. So. Well, we can do this. Yeah, thank you. Các bạn đang đãi vàng. Okay, here. Hey, okay, you try it here. And đổ vô, okay, đổ vô nhìn. Sure. And then you do it. Yeah. You go like this, and you get. Whoa. Look at you. Oh my. I didn't get any of that over here. What'd you get? Did you find something? Yeah, look what you found. Look, what is this? Có tìm thấy được cái nào không hay đó? Okay, put it in the container. Loma Linda, California. You find something? Ah, bỏ vô, con lụm bỏ vô cái này. Rồi, cái a mutual cousin show in Monastery, and then he was gone then. Or something. He was a high up. You well, you know. Pick up từng cái thôi, con lụm ra nè, bỏ vô cái đó, mình lụm ra từng cái thôi, mó mó rửa thêm nữa, bẻ cái đó ra, dập nó ra. Đúng rồi, mấy cái này con nít nó thích lắm.
No, we'll do public, that. No public. No, exactly. And forget about going in the dorm. No way, man. No way first. Especially if you weren't in the face, right? You know, you got it? I don't want to get rid of this little. There's so many little stones. I don't want to get. Where's your bucket? Oh, is that what I'm supposed to put in there? Putting in there. Wow. I missed that part. Yeah. Oh, yeah. So you finally, you gotta mush it up like. More! Yeah, get rid of that dirt. Good, there's good stuff okay in there. Get rid of the dirt. Nè, đây là cái cách người ta để làm, người ta đãi vàng. À, bên đây là những cái thùng, bán một thùng 50 đô. Mua một thùng 50 đô ngồi cho nó đãi vàng. Thì hai bên này với bên kia. Nó ngồi xuống đãi, thấy người ngồi xuống trên kia họ đãi không? They don't sell anyone else's work. They don't need a friend. So now they're saying that about my buddy saying that about selling Negroes. Yeah. Oh man, well that's an Encinitas. I know. Right there where we live. I know. But con, buddy told con xài đãi nữa đi, đãi đàn nữa đi, đãi nữa. Bỏ xuống. Rửa cho nó sạch hết. Then you check it out. Nè, hold it, hold it. My buddy, I'm going to meet you for the right. Okay, he's from sports stuff, so he has like some insider sports stuff. Any more? Yeah. And he said, yeah, and he said they're thinking he's got a lot of he's got 14 years. Anything else? Yeah. So good, huh? Good, he told me that he couldn't have said that. I got enough of this, so I want more. Yeah, no, no, daddy, do you leave him? No, daddy, get more. First, you need to get rid of the dirt. Ờ, giỏi quá ha, kêu giờ nó thích nhất là đổ hết mấy này, ok, đổ đi. Bây giờ lấy cái mới. Hay quá. Anh nói là anh tự biết làm mà mình không có cần giúp. Ok, lại đẳng này kìa kìa, add Daddy, put on. Kêu kêu Daddy đâu. Nè, mấy con gà. Rồi con kêu đó đứng đi, con kêu đó đi. Tụt tụt tắt. Đó, hoa đẹp. Yeah, hoa đẹp quá luôn nè. Đó. Hoa đẹp quá. Không biết hoa đào hay hoa gì. Nào nguyên một cái cây bự luôn. Đợi mommy chút xíu. Oh, quá trời luôn. Đây khu ở trên núi rồi, mình đang ở trên núi. Ở trong đó là cái chỗ người ta đào. Đào vàng, đào sẵn, đào xong cái người ta bỏ vô cái người ta trộn lại với nhau, cái bỏ vô từng thùng để cho khách họ đào. Đây có con đà điểu vậy. Giờ khách mọi người ngồi đây đào. Từ góc này nhìn qua, đào xong lấy về. Bye. Nice. À, xuống đi chicken. À, đãi được nhiều vàng nè, đây bưng lên cho mami coi coi. Con đãi được nhiều vàng đây nè. Đây, đây là những cái viên đá mà nãy giờ đãi được. Đó, giống như dưới quê, em thích cái giống như dưới quê. Oh, see, Morgan, she used to have a crush on Mickey Mouse, and Minnie always got so mad at her. Really? Yeah. There's like a feud going on between the two. Morgan was like 6, didn't know what was happening. Right. Wow. Nice stick. That's quite a... It's actually like a wood chip. That's quite a... Variety here, yeah. It's spice of life, right? You gotta have some of that. Wait for it. That's a topaz. One of these is worth $20, I know.
Yeah, and I made you guys pay 50. Rose quartz. Appetite. Appetite. Like you said, he has crystal quartz. Rose quartz. Plastic, they said. Crystal quartz. That's so bad. I had my other pair. I was giving away. Topaz. Oh, ruby. Those two. Mm-hmm. Nice ones. You keep rubies out of your house? I got some, but not too. A lot of people like them. That's calcite. That's appetite. Your sister's a good saleswoman, huh? That's another Guzman. No, the other one. The young couple. They put a trip on their credit card and they got married and 50 đô. Oops. Cái này là cái nhà. Cái nhà họ ở trong này đó, cái này là cái nhà đó. Ở trong đó để ấy cái khu để nghỉ ngơi rồi cuối tuần thì họ mới đi xuống dưới thị trấn về nhà. Okay, bây giờ mình đi về nhà. Bye bye. Thank you. Okay, come on. Bye bye.